Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối với cả cái bộ Tử Dương tập 49, tác giả Phong Ngự Cửu Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập truyện. Lại nói thì Mạc Vấn chưa vội đi đến phủ của Thẩm Quan Thanh. Thái Tông thì cũng không dám thúc giục hắn. Thêm với y đêm qua cũng không ngủ được, bèn chạy đến chỗ xương phòng của tiểu thiếp ngủ bù. Đội đám tiểu thiếp đang ngồi bên cửa sổ nhìn trộm Mạc Vấn đi. Đến giờ thìn thì trên đường phố truyền tới tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa dừng lại ở ngoài cửa. Theo sau là một tiếng hô vang vọng. Đại đô đốc cai quản Cao Châu Thẩm Quan Thanh kính lạy Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử chân nhân. Mạc Vấn lúc này đang ở trong phòng chính thong thả uống trà. Nghe ngoài cửa có tiếng hô nhưng mà không hề có đứng dậy. Thẩm Quan Thanh đã đích thân đến thăm thì cũng không ngoài dự đoán của hắn. Tiếng hô vừa rồi thì không kinh động Mạc Vấn nhưng lại khiến cho Thái Thông mới ngủ được không lâu xoắn hết cả lên. Thái Thông vừa nghe đô đốc đến đã lập tức vội vàng chạy ra ngoài mở cửa đón tiếp. Thẩm Quan Thanh tuổi tác thì khoảng chừng 40, thân hình cao to vạm vỡ, mặc một bộ trường bào màu đen của thư sinh, trong tay nắm hai khối thái cực cầu bằng sắt, dung mạo anh tuấn, rất là khó khí độ chủ soái. Khách đến nhà mà không đứng dậy tiếp thì là bất lịch sự. Thẩm Quan Thanh từ ngoài cửa đi vào, Mạc Vấn liền đứng dậy ra cửa. Hai người gặp nhau ở sân, Thẩm Quan Thanh giơ tay lên phất phất vạt áo. Hành động này chính là nghi thức chuẩn bị quỳ gối chào. Mạc Vấn thì không có lòng dạ nào chờ gã thi lễ, bèn bước lên một bước ngăn cả quỳ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Thiên Khu Tử xin chào Thẩm Đô Đốc. Tại hạ tục danh Thẩm Quan Thanh, bái kiến chân nhân. Thẩm Quan Thanh lùi lại một bước rồi tiếp tục quỳ lại. Mạc Vấn thấy vậy vội vàng đưa tay nâng gã. Ta là người nhà quê, không kham nổi đại lễ của Đô Đốc đâu. Nể mặt bần đạo mong Đô Đốc hãy thả khất rực A Cổ Thanh ra, coi như là ta thiếu ngài một ân huệ. Thẩm mỗ nghe tin đêm qua nơi này xảy ra biến cố, vốn là định lập tức tới hỏi thăm, nhưng mà lại nghĩ đêm khuya thì bất tiện nên đành nhịn đến giờ thìn hôm nay mới đến được. Thẩm Quan Thanh nói, giờ thìn là giờ tốt để tiếp khách. Sở dĩ chọn giờ này là bởi vì chủ nhân vào lúc này đã ngủ đủ giấc. Ngoài ra đây cũng là giờ nông dân trăm họ đều đã đi làm ruộng. Đa tạ đô đốc đã quan tâm. Chuyện này bần đạo đã xử trí ổn thỏa, mời vào trong ta cùng nói chuyện. Mạc Vấn nghiêng người giơ tay mời. Sau khi Thẩm Quan Thanh vào phòng, Mạc Vấn theo vào ngay. Sau đó lại giơ tay lên mời Thái Thông cùng hắn tiến vào. Thái Thông thấy Mạc Vấn cũng mời mình vào nhà thì vừa mừng vừa sợ, cũng giơ tay lên mời Mạc Vấn đi trước. Sau khi ba người vào phòng, Mạc Vấn trực tiếp ngồi vào vị trí cao nhất của khách. Thẩm Quan Thanh thấy vậy thì hơi cảm thấy thất vọng. Đều là người thông minh, chỉ cần một vài chi tiết là có thể nhìn ra đối phương đang có ý gì. Mạc Vấn ngồi vào vị trí khách thì cho thấy hắn không muốn chuẩn bị ở lại đây lâu dài. Ngoài ra ngồi luôn vào ghế cao nhất là cử chỉ tương đối là tự cao tự đại, cũng cho thấy Mạc Vấn không có chuẩn bị sống chung lâu dài cùng với gã. Người đâu, đem lễ mọn trình lên cho chân nhân,
Thẩm Quan Thanh cũng ngồi vào ghế chủ vị còn lại. Thẩm Quan Thanh vừa hô xong thì ngoài cửa có một gã người hầu đi vào, trên tay mang theo một hộp đựng thức ăn khá lớn. Sau khi vào phòng liền đặt hộp lên trên bàn rồi khom người lui ra. Thẩm Mỗ tới vội vàng, không kịp chuẩn bị lễ vật. Đây là 8 loại điểm tâm do vợ của ta làm suốt đêm ra, xin gửi cho quý đồ đệ. Thẩm Quan Thanh đứng dậy mở nắp, một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra khắp phòng. Mạc Vấn liếc mắt nhìn hộp đựng thức ăn, phát hiện điểm tâm làm rất là tinh tế, bên cạnh còn đặt một cây ngân châm thử độc dài một tấc. Thấy vậy hắn không thể không coi trọng Thẩm Quan Thanh hơn một chút. Người này đúng thật sự là tâm tư chu đáo tỉ mỉ, biết cách thu phục lòng người. Đô đốc đã có lòng, bần đạo hổ thẹn xin nhận. Mạc Vấn chắp tay cảm ơn. Thẩm Quan Thanh thấy Mạc Vấn chịu nhận lễ vật của gã, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Gã tuy là người tâm tư sâu kín, nhưng lần này sở dĩ bộc lộ cảm xúc ra ngoài là bởi vì Mạc Vấn đã chịu nhận lễ vật, thái độ chứng tỏ Mạc Vấn cũng không phải là người vô tình xa cách. Vô danh đâu, còn không mau ra nói lời cảm ơn. Mạc Vấn nhìn hướng tây phòng mà nói. Vô danh trước đó đã sớm thức dậy, nghe tiếng Mạc Vấn liền vén mành từ tây phòng đi ra. Vô lượng thiên tôn, đa tạ đô đốc tặng đồ ăn, tạ ơn tướng quân đã cho thầy trò tôi tá túc. Thẩm Quan Thanh cùng Thái Thông nghe vậy vội vàng đứng dậy đáp lễ. Mạc Vấn giơ tay chỉ hộp đựng thức ăn rồi nói, con đem xuống đi. Vô danh cầm hộp đựng thức ăn lui ra. Mạc Vấn đưa mắt nhìn nó ra khỏi cửa rồi. Thái Thông liền gọi tiểu thiếp đến mời vô danh qua đông xương dùng trà. Quý đồ đệ khí vũ phi phàm, tiến thối có độ, tuổi trẻ mà đã có phong thái tiên gia rồi. Thẩm Quan Thanh mỉm cười mở miệng khen. Đô đốc quá lời rồi, Mạc Vấn thuận miệng đáp. À mà nghe giọng của chân nhân, có phải ngài nguyên quán tại Dự Quận phải không? Thẩm Quan Thanh đặt Thái Cực Cầu xuống, nâng chén trà lên. Đúng vậy, bần đạo quê gốc ở Dự Quận huyện Tây Dương. Đô đốc cũng là người Dự Quận sao? Mạc Vấn hỏi. Thẩm Quan Thanh nói, mới nãy cũng dùng tiếng vùng Dự Quận mà nói, khiến hắn bỗng cảm thấy thân thiết hơn. Thẩm Mỗ tổ tiên ở huyện Đông Dương, ngay bên cạnh huyện Tây Dương đó. Thẩm Quan Thanh mừng rỡ. Người Hán xưa nay thì coi trọng tình nghĩa quê cha đất tổ. Tây Dương với Đông Dương cách nhau có hơn 100 dặm, coi như là tương đối là gần. Nói vậy thì tổ tiên của đô đốc ở Thẩm Gia Trang sao? Mạc Vấn hỏi. Họ Thẩm nguyên vốn khởi phát từ Dự Quận, phần lớn tập trung ở huyện Đông Dương Thẩm Gia Trang. Đúng là như vậy. Thẩm Mỗ năm 18 tuổi đã bị gọi nhập ngũ, tính ra rời nhà cũng đã hơn 20 năm. Thẩm Quan Thanh rất là thổn thức. Mà đã là đồng hương thì nói cả ngày cũng không có hết chuyện. Hai người thăm hỏi nhẫn nhau, bất chi bất giác đã nói suốt một canh giờ. Hai người còn không cảm thấy gì, nhưng chỉ khổ Thái Thông theo hầu. Ngôn ngữ cái vùng Dự Quận rất là nhiều âm khó nghe, hai người trò chuyện y một câu ta cũng chẳng hiểu. Nghe không hiểu mà lại không thể đi được, mệt mỏi thì vẫn không thể ngủ gật. Cứ thế vất vả chịu đựng mãi đến giờ tị, thì rốt cuộc y mượn cớ thu xếp tiệc rượu mà chạy đi được. Chân nhân chuyến này định đi đâu vậy? Lúc này Thẩm Quan Thanh trở lại chủ đề chính. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Nếu nói không có dự định gì thì nhất định là sẽ bị mời lưu lại. Vừa rồi lúc trò chuyện thì hắn đã nhìn qua gương mặt của Thẩm Quan Thanh. Mặc dù có tướng giàu sang nhưng lại không có tướng đế vương, có thể giúp đỡ nhưng lại không thể giúp quá nhiều. Ta với cả đồ nhi muốn đến nước Lương một chuyến. Thẩm Quan Thanh nghe vậy gật đầu một cái. Vậy chân nhân khi nào định lên đường? Nếu như đô đốc có chuyện gì sai khiến thì bọn ta sẽ lưu lại đây 2-3 ngày cũng không phải là không thể. Mạc Vấn nói, ân huệ thì không thể không trả, điểm tâm cũng không thể ăn chùa. Chân nhân đúng là tiên phong đạo cốt, siêu thoát phàm trần, Thẩm Mỗ sao dám sai khiến. Không dối gạt chân nhân, Thẩm Mỗ đối với cả người tu hành rất là tôn kính hữu lễ. Chỉ cần biết có vị pháp sư đạo trưởng nào đến thành, Thẩm Mỗ đều không ngại mà đón tiếp. Nhưng mà chẳng biết tại sao mà mấy hôm trước thì các tăng đạo sĩ, không ai bảo ai, đột nhiên bỏ đi sạch. Chuyện này đã làm cho Thẩm Mỗ rất là bất an, không biết là có phải trời muốn diệt ta hay không nữa. Xin chân nhân giải thích nghi hoặc. Thẩm Quan Thanh nói đến chỗ này thì đứng dậy, hướng Mạc Vấn vái một cái thật là sâu.
Con người thì ai cũng phải có tình cảm. Qua buổi trò chuyện vừa rồi, Mạc Vấn đối với Thẩm Quan Thanh nảy sinh cũng mấy phần thân thiết. Nghe vậy bật cười mà đáp: "Đô đốc nhạy cảm quá rồi. Đạo nhân không phải côn trùng, chẳng biết lúc nào trời mưa. Tăng nhân không phải con chuột, làm sao biết ngày nào có động đất. Sở dĩ bọn họ bỏ đi là bởi vì bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra mình không có cách nào mượn khí làm phép được nữa thôi. Xin chân nhân chỉ rõ cho." Thẩm Quan Thanh thấp giọng hỏi thêm: "Ta và ngài là đồng hương, có một số việc ta cũng không lừa gạt ngài. Mỗi khi triều đại thay đổi, thiên hạ đại loạn, thì cũng là lúc thiên đình địa phủ bế quan đóng cửa với phàm trần. Cái đó được đặt tên là tận thế. Ngày hôm trước là ngày tận thế giáng xuống. Thiên đình địa phủ một khi bị ngăn cách với nhân gian, thì đạo nhân không còn cách nào mượn thiên địa linh khí lập đàm làm phép được nữa. Bọn họ cũng không hề biết chuyện này. Bỗng nhiên đùng một cái làm phép mất linh sẽ khiến họ vô cùng bất an, cho nên mới không từ mà biệt đó." Mạc Vấn lên tiếng giải thích. Thẩm Quan Thanh nghe vậy thở dài một cái như trút được gánh nặng. Nếu như không có chân nhân giải thích nghi hoặc, thẩm mỗ còn không biết sẽ phải sợ hãi đến bao giờ. Cái đám gia hỏa này không nói một câu đã đi, làm ta sợ gần chết. Giữa đạo Phật thì chọn một cái mà thờ phụng thôi. Ngài vừa sùng đạo vừa theo Phật, vừa mời đạo nhân lại vừa mời tăng nhân. Đến khi xảy ra chuyện thì cả hai phe không giúp ngài là đúng rồi. Mạc Vấn cười mà nói. Thẩm Quan Thanh nghe vậy thì quýnh quáng cả lên. Đúng 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 đúng, chân nhân dạy dỗ rất phải. Tuy vậy thẩm mỗ đối với cả đạo gia thì vẫn là tôn kính hơn một chút. Lời này không thật lòng rồi. Ngươi mặc dù tay cầm thái cực cầu, nhưng lại không phải xoay mà là vê vuốt. Đây là do thường ngày thường xuyên cầm chẳng hạt đã tạo thành thói quen. Nếu ta đoán không sai thì hai viên thái cực cầu này là ngài vì thấy ta nên mới cầm theo, có phải không? Mạc Vấn vừa cười vừa hỏi. Thẩm Quan Thanh nghe vậy thì toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chân nhân nói quả không sai chút nào. Thẩm mỗ cũng không phải có ý lừa chân nhân. Chẳng qua là chân nhân pháp thuật thông thiên, uy danh lan truyền tứ hải. Gặp gỡ chân nhân thẩm mỗ không thể không phụng bồi cẩn thận. Ta chỉ là đạo nhân vân du bốn phương, không phải yêu quái ăn thịt người, cần gì phải phí công như vậy? Mạc Vấn khoát tay mà đáp. Dạ, chân nhân nói phải lắm. Thẩm mỗ ngày sau nhất định sẽ kính lễ tam thanh, đối xử tử tế với đạo nhân. Chẳng hay chân nhân vân du bốn phương được bao lâu rồi? Thẩm Quan Thanh lại hỏi. Mạc Vấn nghe vậy thầm kêu tệ hại. Xưa có cái câu, cái miệng làm hại cái thân, quả không sai. Hắn đã vô tình nói ra bản thân đang vân du bốn phương. Mà Thẩm Quan Thanh nghe vậy liền biết hắn là không có chuyện gì trọng yếu trong người rồi. Thôi không còn sớm nữa đâu. Đô đốc lúc trước còn nói là có tăng nhân đạo sĩ không giúp sức cho ngài. Không biết là đô đốc triệu tập tăng đạo là vì chuyện gì thế? Mạc Vấn nhanh chóng đổi chủ đề. Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì Thái Thông từ ngoài cửa đi vào. Không hỏi cũng biết là tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Hai người rất có hứng thú nói chuyện. Thẩm Quan Thanh đối với cả Thái Thông giả bộ như không nghe thấy, lên tiếng mà đáp. Không dối gạt chân nhân, ta mời tăng mời đạo đến là chính để gom góp quân lương. Mạc Vấn nghe vậy thì không hiểu. Đạo sĩ tăng nhân thì làm sao có thể gom góp quân lương cho ngài được? Thẩm Quan Thanh ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn một cái, khẽ nhíu mày, cũng không có lập tức trả lời. Thời gian không... Thẩm Quan Thanh thấy Mạc Vấn định kết thúc câu chuyện liền vội vàng lên tiếng cướp lời. Ấy, chân nhân có chỗ không biết đó thôi. Ở biên giới Cao Châu chúng ta có một bảo bối. Vật này có thể biến hóa ra vàng bạc lương thực. Chẳng qua là vật này do một con yêu quái canh giữ, không thể lấy được. Thẩm mỗ đã triệu tập tăng đạo chính là vì muốn hàng yêu đó. Mạc Vấn nhíu mày nghiêng đầu. Nếu chưa từng trông thấy, làm sao ngài biết là có vật thần kỳ như vậy? Thì chuyện này nói ra rất dài dòng. Thẩm mỗ cai quản Cao Châu. Trong một lần duyệt xét hồ sơ, thẩm tra ra các án oan, thì tình cờ phát hiện một loại các vụ án rất là quái dị. Thẩm Quan Thanh nói đến đây thì lấy từ trong áo ra một cuốn sách, đứng dậy đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn giơ tay nhận lấy đặt lên bàn xem. Thẩm Quan Thanh ở bên cạnh giải thích. Người này chính là một tên dâm tặc khét tiếng trong vùng. Ở Cao Châu này đã trêu ghẹo hàng trăm con gái nhà lành, hủy đi trinh tiết vô số phụ nữ. Quan phủ đã hạ lệnh truy nã y nhiều năm,
nhưng mà không ngờ y chính là khinh công quả thực rất khá. Quan quân mấy lần vây bắt đều phải để hắn trốn thoát. Sau đó thì y uống rượu say nên mới bắt được y. Sau khi ra khỏi tòa thì bị tuyên xử tử đem chặt đầu. Vì muốn giữ mạng nên y liền khai ra một vài chuyện huyền bí. Trong lúc mà thẩm quan Thanh nói thì Mạc Vấn cũng đã nhanh chóng xem qua hồ sơ. Gia hỏa tên là Chu Thanh này là một kẻ háo sắc, gây nhiều tội ác. Nhưng mà người này chỉ nhớ xuất sắc phi thường, từng làm hại cô nương thê thiếp nhà ai đều có thể liệt kê rất rõ ràng. Trên cuốn sách ghi lại phần lớn là những nội dung này. Trừ cái này ra thì ở góc bên trái ở phía dưới còn có mấy dòng nguệch ngoạc. Kẻ gian viết là: trên đỉnh núi phía Tây Thành có giấu một món thần tiên linh bảo, có thể biến cân thành yến, hóa một thành hai. Liệu rằng chuyện này nghe có quá hoang đường không chứ? Mạc Vấn xem xong hồ sơ ngẩng đầu mà hỏi. Tên dâm tặc này bị bắt từ mấy năm trước, trên hồ sơ có đóng dấu tử hình, không hỏi cũng biết là người này đã không còn sống nữa. Thì mới đầu ta cũng cảm giác hoang đường không thật. Tuy nhiên về sau thì Cao Châu thiếu thốn lương thực càng thêm nghiêm trọng. Thân là người đứng đầu ở Cao Châu, ta cũng chẳng còn cách nào khác nữa, đành phải sai người đi lên đỉnh núi thăm dò. Thì phát hiện ra trên vách núi kia thật sự có một sơn động, cách mặt đất hơn khoảng 100 trượng, cao không thể chạm tới. Ngoài cửa động có mây mù che phủ. Thẩm quan Thanh nói. Trong lúc hai người nói chuyện thì Thái Thông lại từ ngoài cửa tạt qua, nhưng hai người đang lúc nói đến chỗ quan trọng nên không ai để tới y. Vậy thì đi lên đỉnh núi, từ trên đỉnh thả dây thừng xuống. Mạc Văn nói. Trần Nhân nói rất là phải, ta dùng cũng chính là cách này. Nhưng trước sau phái đi hai tên tráng sĩ đều chỉ vào mà không ra. Sau đó có mười mấy vị đạo trưởng cùng pháp sư đi xuống thì vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Thẩm quan Thanh than thở. Nhưng mà làm sao ngài biết ở bên trong động có yêu vật chứ? Mạc Vấn thuận miệng mà nói. Đỉnh núi đó thì ta tổng cộng đã đi qua 3 lượt. Lần cuối cùng còn mang theo dây thừng ngâm mỡ, buộc một người vào rồi kéo xuống. Kéo được nửa đường thì bỗng phát hiện dị thường, liền kéo dây lên. Kết quả bên dưới truyền tới lực kéo cực lớn, hơn 10 người không sao kéo lên được. Thẩm quan Thanh thấp giọng mà nói. Lý luận xuông thì cuối cùng vẫn là vô dụng. Sau giờ ngọ bần đạo sẽ đến đó xem thử một chút. Mạc Vấn đứng thẳng người lên. Trần Nhân, vậy hồ sơ kia? Thẩm quan Thanh chỉ tập hồ sơ trong tay Mạc Vấn. Mạc Vấn lúc này mới nhớ tới trong tay còn cầm hồ sơ, liền tiện tay đưa cho Thẩm quan Thanh. Tập hồ sơ này là kho thóc chén cơm của Thẩm Mỗ cùng với cả dân chúng Cao Châu. Thẩm quan Thanh e sợ Mạc Vấn hiểu nhầm liền vội vàng lên tiếng giải thích. Vụ án này đa số đều liên quan đến những tiểu thư thê thiếp nhà giàu. Thường nói việc xấu trong nhà thì không thể truyền ra ngoài. Những hộ kia đều giàu nứt đố đổ vách, có thể dùng những cái này mà đòi họ đóng lương thực đó. Nghe vậy Mạc Vấn chỉ cười không tiếp lời. Thẩm quan Thanh đã lợi dụng điểm yếu để mà uy hiếp người khác, mặc dù không quang minh chính đại, nhưng mà như vậy thì cũng có thể thấy được gã làm đô đốc quả thực rất là khó khăn. Binh lính trong họ đều phải ăn cơm, không có lương thực vàng bạc sao được. Hai người cũng dừng cuộc nói chuyện lại. Thái Thông lập tức lệnh cho bếp dưới mở tiệc. Cơm canh 4 món mặn, 4 món chay, tổng cộng 8 món. Chẳng qua là thịt gà, vịt cá cùng với cả cơm canh bình thường, không thể coi là quá sang trọng. Lúc ăn cơm thì Mạc Vấn quan sát tỉ mỉ Thẩm quan Thanh, phát hiện Thẩm quan Thanh gắp món ăn mặn tương đối là nhiều. Còn thêm thì gã ăn cơm rất là nhanh, thỉnh thoảng lại có hột cơm rơi ở mặt bàn. Mặc dù gã không gắp lên nhưng vẫn theo bản năng vô tình định gắp. Điều này cho thấy ngày thường thì gã vẫn ăn uống tương đối là tiết kiệm, đánh rơi hột cơm đều sẽ gắp lên ăn. Nhưng mà hôm nay không gắp là do ngại mất lễ nghi tôn nghiêm. Quan sát tỉ mỉ là cách nhanh nhất để hiểu rõ một người, so với lải nhải trò chuyện thì hiếu hợp hơn nhiều. Cũng do thiên địa đã ngăn cách với nhân gian, không còn cách nào hấp thu linh khí thông qua ngồi tĩnh tọa được nữa. Bởi vậy bữa nay Mạc Vấn ăn khá nhiều, một bát cơm ăn với cả mấy miếng thịt, còn có vài ly rượu. Việc ăn uống để dưỡng sinh thì nguyên bản xuất phát từ đạo gia, chủ yếu ở hai bộ kinh văn Nội Kinh cùng với cả Âm Phủ Kinh. Đạo gia cho rằng ăn mặn hay là ăn chay đều hàm chứa thiên địa linh khí mà động vật cùng với cả thực vật đã hấp thu trong quá trình sinh trưởng. Ăn vào chính là hấp thu linh khí của thức ăn cho mình dùng. Ăn mặn thì hấp thu được nhiều linh khí hơn so với cả ăn chay, nhưng lại ẩn chứa nhiều trọc khí hơn.
Người nguyên khí yếu, thân thể hư nhược có thể ăn mặn nhiều để bổ sung linh khí. Còn người nguyên khí đầy đủ có thể ăn chay để giảm bớt trọc khí tồn trữ trong cơ thể. Cần phải căn cứ theo tình hình sức khỏe để mà có chế độ ăn thích hợp, không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Người nào chỉ ăn mặn thì hỏa vượng khí đục, sức ăn sẽ càng ngày càng giảm. Còn nếu chỉ ăn chay thì sẽ khiến thân thể yếu ớt, sức ăn sẽ càng ngày càng lớn để bổ sung năng lượng. Ăn uống bản chất là chiếm đoạt linh khí của thứ khác, kéo dài tính mạng cho mình. Cho nên người ăn chay không hề thanh cao hơn chút nào so với cả người ăn mặn. Nếu ăn thịt thì cầm thú không thể sống được. Nếu ăn chay thì cỏ cây không thể sinh trường. Bản chất đều là ỷ mạnh hiếp yếu mà cướp đoạt thôi. Các môn phái đạo gia chính thống sẽ không hề cấm ăn mặn, chỉ cầu no bụng chứ không lạm sắt. Đạo nhân cũng có thể uống rượu, chỉ để đầu óc thanh tỉnh cho máu lưu thông. Nếu là uống say túy lúy sẽ mất hết hồn vía. Mất hết hồn vía thì lục phủ ngũ tạng sẽ rối loạn, là mầm mống cho các loại bệnh hiểm nghèo. Ăn cơm xong, Thái Thông chủ động cáo lui. Mạc Vấn cùng Thẩm Quan Thanh uống trà nói chuyện. Chân nhân, ngài cần bao nhiêu binh mã đi theo? Thẩm Quan Thanh hỏi. Chỉ cần 9 kỵ binh đang đứng ngoài cửa là đủ rồi, Mạc Vấn đáp. Thẩm Quan Thanh nghe Mạc Vấn đáp vậy thì càng thêm bội phục. Mạc Vấn thì chưa hề ra khỏi cửa, nhưng vẫn có thể từ trong tiếng vó ngựa hỗn loạn mà biết được gã mang bao nhiêu tùy tùng. Muốn làm được một điểm này tuyệt đối không hề đơn giản như lời thiên hạ thường nói. Đô đốc đối với cả cục diện thiên hạ có ý kiến thế nào? Mạc Vấn theo miệng mà hỏi. Thẩm Quan Thanh nghe vậy thì không lập tức trả lời. Vấn đề Mạc Vấn hỏi rất là rộng, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Mạc Vấn thấy Thẩm Quan Thanh chủ trừ, liền đổi sang câu khác. Đô đốc sau này có tính toán gì không? Thẩm Mỗ thì không muốn hùa theo giết chóc bừa bãi, và cũng không muốn tiếp tay cho giặc. Bây giờ ta chỉ có thể phụ trách chăm họ ở Cao Châu này mà thôi. Được ngày nào thì hay ngày đó. Còn như tính toán lâu dài thì quả thực là chưa có. Thẩm Quan Thanh lại một lần nữa than thở. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Trong lòng quán đã có dự định, nhưng mà lúc này nói ra thì hơi quá sớm. Cần phải xem xét đỉnh núi kia trước thì mới có thể quyết định xem có nên mời Bồ Hùng tới Cao Châu hay không. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đến chỗ đỉnh núi kia xem một chút. Mạc Vấn đặt ly trà xuống nói với Thẩm Quan Thanh. Thẩm Quan Thanh đứng dậy hô, người đâu? Lập tức có tùy tùng lên tiếng đáp lại. Thẩm Quan Thanh ra lệnh, lập tức quay về phủ lấy 3 cuộn dây thừng. Không cần những thứ đó đâu, đỉnh núi kia nằm ở nơi nào? Mạc Vấn hỏi. Trong một dãy núi cách đây 80 dặm về hướng tây đó, Thẩm Quan Thanh đáp. Đạo nhân không thể cưỡi ngựa, ta không thể đi cùng với cả các ngươi được. Các ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau. Mạc Vấn khoát tay bảo Thẩm Quan Thanh. Quả thật không cần dây thừng ư? Thẩm Quan Thanh hỏi lại. Mạc Vấn lắc đầu. Thẩm Quan Thanh thấy Mạc Vấn kiên trì liền không nói thêm nữa, đi ra cửa cùng Thái Thông và tùy tùng dục ngựa đi về hướng tây. Sư phụ, con muốn đi với người. Vô Danh mang túi quần áo từ sương phòng đi ra. Không cần đâu, con cứ ở lại đây chờ ta. Mạc Vấn nhận lấy trường kiếm từ tay Vô Danh rồi bước ra cửa. Tới cửa lại quay đầu trở lại, từ trong ngực lấy ra bạc vụn đưa cho Vô Danh. Con đi tới tiệm thuốc mua một ít cây sơn trà lâu năm mà ngâm nước uống. Nếu như không có sơn trà thì lấy cây củ cải cũng được. Nói xong Mạc Vấn ra cửa bước đi. Vô Danh tuổi tác còn quá nhỏ, rất ít khi được ăn ngon. Thức ăn lúc trước Thẩm Quan Thanh mang đến nó đều bỏ không có ăn. Từ xưa tới nay thì cơm no áo ấm thì luôn là ước mong lớn nhất của trăm họ. Nhưng mà mong ước đó cho tới bây giờ vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Dù là lúc bình thường nông dân cũng không được ấm no, chưa nói gì đến chiến tranh nhiều năm liên tục. Lúc này trong thành phần lớn người đi đường mặt đều lộ vẻ đói ăn, xương gò má rất cao, gò má lõm sâu. Mặc quần áo cũng rất là cũ nát. Có nhiều người mặc áo bằng cỏ bện. Trong thành cửa hàng phần lớn đều đã đóng cửa ngừng buôn bán. Chỉ có không nhiều còn mở cửa thì cũng không có bao nhiêu hàng hóa có thể mua được. Mặc dù sau giờ ngọ mặt trời chiếu sáng rực rỡ muôn nơi, nhưng sự đau khổ trên mặt bách tính khiến cho cả tòa thành đượm vẻ u sầu. Toàn bộ Cao Châu tiêu điều sơ sát. Cao Châu diện tích khá là rộng, đi bộ ra khỏi thành phải mất cả một canh giờ. Sau khi ra cửa, Mạc Vấn lập tức vận khí bay đi.
Cùng lúc đó ngưng thần cảm giác khí tức phía tây. Trong dãy núi phía tây khí tức dị loại không nhiều, đa số là chó sói chồn sóc rắn rết, đạo hạnh nông cạn không đáng để tâm. Đường vào núi chỉ có một cái, Mạc Vấn men theo đường núi tìm được đám người Thẩm Quan Thanh. Lúc này trên thân ngựa mồ hôi chưa khô, có thể thấy mọi người vừa mới tới không lâu. Chân nhân, đằng kia chính là đỉnh núi có yêu quái, không có đường cho ngựa đi, chỉ có thể đi bộ mà thôi. Thẩm Quan Thanh chỉ về một đỉnh cách đây hơn 10 dặm về hướng bắc. Mạc Vấn thấy vậy khẽ cau mày lại. Phía bắc tổng cộng có 3 ngọn núi, hai ngọn núi hai bên dốc thoai thoải, đỉnh núi không cao. Duy chỉ có ngọn núi chính giữa là cao vượt tầng mây. Mặt phía nam dốc dựng đứng hệt như là bị ai dùng dao chặt đi vậy. Trên đỉnh núi có một khoảng đất khá là rộng, không có cây mọc. Màu sắc đá hoàn toàn khác với những chỗ còn lại. Từ xa xa nhìn rất là kỳ dị, giống như là một con mắt vậy. Phía trước dãy núi là một thung lũng. Trong thung lũng cây mọc tùm, suối chảy róc rách. Chân nhân, chuyện này khó giải quyết lắm sao? Thẩm Quan Thanh thấp thỏm mà hỏi. Lần trước khi mà các ngươi kéo dây thừng lên, có chắc chắn bên trong có dị loại hay không? Mạc Vấn hỏi. Từ đằng xa có thể trông thấy trên núi cao chót vót có một khoảng sân lồi ra, bên cạnh có một cửa hang. Bởi vì bị cây cối che giấu nên không thể thấy được tình hình bên trong động. Có. Lực đạo rất là nặng, chắc chắn không phải vật chết. Về sau sợi dây thừng đó bị đứt lìa, trên dây còn mang theo máu tươi nữa. Thẩm Quan Thanh đáp. Đô đốc có chỗ không biết đó thôi. Sơn động kia nằm ở sườn núi phía nam, đó chính là địa thế song tinh cùng nguyệt, tử vi cư trung. Loại địa thế này không thích hợp cho dị loại ẩn nấp, nhưng ngược lại là nơi rất thích hợp cho đạo nhân tu luyện. Ngoài ra bần đạo có thể cảm giác được tất cả yêu vật trong vòng trăm dặm quanh đây, nhưng tới nơi này lại không cảm giác được bên trong động có yêu khí tồn tại. Mạc Vấn lắc đầu nói. Đã là nơi tốt để tu hành, nói không chừng đích thị có thần tiên linh bảo. Chẳng qua là bên trong động này có con yêu vật không dễ dàng đối phó. Thẩm Quan Thanh nửa vui nửa buồn. Mạc Vấn không tiếp lời Thẩm Quan Thanh, chỉ cau mày trầm ngâm thật lâu không nhúc nhích. Tên dâm tặc năm đó chắc hẳn không nói dối, bởi vì sân động trên núi kia đúng là một nơi tu hành lý tưởng. Khả năng bên trong động còn lưu lại pháp khí thần kỳ là rất lớn. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, nếu như là tên dâm tặc kia nói thật, thì hắn ta hoàn toàn có thể mượn pháp khí thần kỳ kia trở thành địa chủ giàu nhất Cao Châu. Vì sao hắn ta không làm như vậy? Là do chiêu hoa ghẹo nguyệt đã quen, hay là bởi bản thân pháp khí kia không có sức mạnh kỳ diệu, hóa một thành hai như hắn ta đã nói? Còn nữa, vì sao tên dâm tặc kia có thể tự do ra vào bên trong sơn động mà những người sau đó chỉ có đi mà không có về? Muốn tìm ra chân tướng thì phải xem xét thật là cẩn thận. Việc đầu tiên phải làm là chắc chắn trong sơn động kia đến cùng là có yêu vật hay không. Từ sau vụ cây nấm có thể loại bỏ khí tức dị loại, Mạc Vấn không còn quá tin tưởng vào năng lực cảm giác của mình nữa. Hắn không cảm giác được yêu khí thì không có nghĩa là không có yêu khí. Có thể là yêu vật này có tu vi cao hơn hắn, cũng có thể là cửa hang có bình chướng tiên nhân lưu lại. Lấy thân thử nghiệm dẫu sao cũng là nguy hiểm, Mạc Vấn cũng không cấp bách đến mức phải chính mắt xem, mà chỉ ngưng thần cảm giác dị loại khí tức xung quanh. Cái gọi là trăm dặm chỉ là phạm vi đại khái. Kỳ thực theo tu vi linh khí tinh thâm, phạm vi cảm giác quán vào lúc này đã vượt qua trăm dặm. Ngưng thần cảm giác kết quả là phát hiện ra trong vòng mười mấy dặm không hề có bất cứ một dị loại nào. Phần lớn dị loại đều quanh quẩn cách đây ngoài trăm dặm. Nhân loại giác quan dù nhạy bén đến mấy thì cũng không thể so sánh được với bản năng du cát tị hung của dị loại, thứ mà phải khiến tất cả dị loại tránh xa. Nói rõ nơi này quả thật đang có một con yêu vật rất là lợi hại. Như vậy cũng chỉ có lại một vấn đề cuối cùng, đó chính là nếu như là bên trong động thật sự có yêu vật tồn tại, thì tên dâm tặc vì sao cái gì cũng có thể ung dung ra vào, mà những người khác thì đều chết ở bên trong. Vấn đề này kết hợp với việc tại sao tên dâm tặc kia không lấy pháp bảo để làm giàu, như vậy cũng chỉ lại còn cách giải thích hợp lý. Đó chính là thời điểm tên dâm tặc kia vào sơn động thì con yêu vật kia chưa xuất hiện. Dâm tặc đi rồi, yêu vật mới tới. Thì ra là như vậy. Mạc Vấn bừng tỉnh đại ngộ. Chân nhân, thế nào rồi? Thẩm Quan Thanh vội vàng hỏi. Theo như là ta suy đoán thì bên trong động có lẽ thật sự có pháp khí của tiên nhân. Vật này hẳn là đang trấn giữ một con yêu vật.
Và cái tên dâm tặc kia khi mà vào trong động thì rất có thể đã di chuyển hoặc là sử dụng món pháp khí đó, làm cho pháp lực ẩn chứa trong pháp khí yếu bớt. Con yêu vật kia thừa dịp thoát khốn ra ngoài. Mạc Vấn lên tiếng giải thích. Nếu là như vậy, vì sao nó còn không chạy khỏi nơi này chứ? Thẩm Quan Thanh không hiểu mà hỏi. Theo ta đoán thì ngoài cửa hang nhất định còn có một bức bình chướng vô hình. Nó mặc dù thoát khốn nhưng vẫn không thể tự do đi lại. Mạc Vấn nói xong rút kiếm ra. Các người cứ đợi ở nơi này, bần đạo qua đó xem thử một chút. Chân nhân khoan đi đã. Thẩm Quan Thanh tiến lên ngăn lại Mạc Vấn. Xin hỏi chân nhân, chúng ta tiếp ứng cho ngài như thế nào? Cảm ơn tấm lòng của đô đốc, không sao đâu, ta đi một lát sẽ trở lại ngay. Mạc Vấn đạp đất mượn lực lăng không bay về hướng bắc. Đám người Thẩm Quan Thanh đều là người tập võ, cũng biết khinh công, nhưng sau khi thấy Mạc Vấn lăng không bay đi thì không khỏi lấy làm hổ thẹn xấu hổ. Mạc Vấn bay vừa nhanh lại vừa cao, giống như tiên hạc trên trời, thoải mái tự tại. So với hắn thì khinh công bọn họ chỉ như con cóc nhảy mà thôi. Mạc Vấn lăng không bay về phía bắc, tới bầu trời sơn cốc từ trên cao dõi mắt nhìn xuống, phát hiện trong thung lũng nước đọng khá sâu. Vài ngày trước trời mưa to như thác đổ, mực nước dâng cao, sắc trời tối đen, có lá rụng nổi lên là một hồ nước đọng. Nước chảy thì có sinh khí, là điều lành. Nước không chảy thì tức là nước chết, là điều hung. Sơn động nằm trên vách núi dựng đứng là đất lành. Thung lũng phía dưới lại là đất dữ. Ở điểm này, lành và điểm dữ vẫn thường đi kèm với nhau. Loại chuyện này không phải hiếm thấy. Nhận ra hồ nước bên dưới là hồ nước đọng, Mạc Vấn liền không vội vàng leo lên đỉnh núi, mà là vận chuyển linh khí bay về phía hồ. Khi mà bay đến sát mặt nước thì phát hiện ở trên mặt nước có rung động rất là nhỏ. Trong nước có cá đang bơi lội. Điều này cho thấy nơi đây mặc dù là có nước đọng nhưng nước cũng không có độc. Khi mà mọi người còn đang cho là Mạc Vấn sắp hết đà rơi xuống hồ, thì Mạc Vấn từ lòng hồ vòng lên tiếp tục bay đi. Thoáng một cái đã tới được vách núi, men theo vách núi bay theo hình chữ chi lên đỉnh núi. Hắn dùng cách này để bay lên không phải là vì mượn lực, mà là muốn nhân cơ hội quan sát trên vách đá có chỗ đạp chân hay không. Vừa bay vừa quan sát thì Mạc Vấn phát hiện trên vách đá có khá nhiều cái hốc hơi lõm. Những hốc này lớn chừng vài phân, mỗi cái cách nhau 2-3 trượng. Như vậy có thể đoán được chủ nhân ban đầu của sơn động khi mà mới tới đây thì tu vi linh khí rất là bình thường. Ngoài ra vách núi phía nam bình thường bị nước mưa xói mòn tương đối là nghiêm trọng. Thông qua mức độ bị mưa gió bào mòn, có thể thấy được những cái hốc này đã được đào ít nhất khoảng mấy trăm năm. Khoảng cách 2-3 trượng đối với cả người tu hành đã vượt qua thiên kiếp mà nói không có gì khó. Nhưng đối với người tập võ mà nói lại là một khoảng cách rất khó bay lên. Nhất là vách đá này không phải nghiêng thoai thoải mà là thẳng tắp dựng đứng. Như vậy có thể thấy được khinh công của tên dâm tặc năm đó quả thực rất là khá. Chốc lát sau Mạc Vấn đã lên tới đỉnh núi có cây tùm. Khu vực thạch đài lồi ra khỏi đỉnh núi vài chục bước, khá dài, khoảng 7-8 trượng nằm men theo vách núi. Tới chỗ này thì đầu tiên Mạc Vấn nhớ tới hoàn cảnh trên đỉnh Tuyết Sơn năm xưa. Bởi vì trên đỉnh núi không có đất bùn, là có người đã mang đất bùn tới trồng cây ở trên này. Năm tháng trôi đi, cỏ cây liền cắm rễ vào vách núi, bảo vệ khu vực này như che lấp đi cửa hang. Cửa hang nằm ở chính giữa thạch đài, chiều cao khoảng 1 trượng, chiều rộng 3-4 bước. Hình dáng rất vuông vức, chắc hẳn năm đó đã được người tu hành sửa chữa qua. Tới lúc này thì Mạc Vấn vẫn không phát hiện được khí tức dị loại. Từ bên ngoài động nhìn vào thì thấy bên trong không có vật gì. Đây không thể nghi ngờ là pháp thuật che mắt hoặc là bình chướng linh khí tạo thành ảo ảnh. Vì để bảo đảm an toàn, hắn vội vàng vào sơn động ngay. Trước tiên chặt hết cây cổ thụ quanh sơn động, đề phòng khi nguy hiểm có thể thuận lợi tiến lui. Chặt hết cổ thụ xong, Mạc Vấn đạp đất lấy đà rồi nhắm mắt lao nhanh như là tên bắn. Lúc ẩn nấp thì tĩnh lặng như rừng, khi hành động thì phải nhanh như gió. Một khi đã quyết định hành động thì không thể chần chừ một phút nào. Mạc Vấn lao tới cực nhanh. Sau khi tiến vào sơn động thì lập tức mở mắt. Bởi vì trước đó hắn đã nhắm mắt lại, nên sau khi vào sơn động hai mắt đã nhanh chóng thích ứng với ánh sáng mờ tối bên trong sơn động. Sau khi mở mắt thì thứ đầu tiên hắn thấy là một vách đá. Cùng lúc đó khóe mắt hắn đã kịp liếc thấy một bóng đen to lớn ở phía đằng sau lưng, kèm theo có một mùi hôi nồng nặc tanh tưởi. Mạc Vấn sở dĩ lao nhanh vào chính là vì đề phòng bên trong động có yêu vật ẩn nấp bên cạnh cửa động mai phục. Con yêu vật không ngờ hắn sẽ lao vào nhanh như vậy,
ý định tấn công bất ngờ của nó đã tiêu tan. Cửa sân động mặc dù rất nhỏ, nhưng bên trong động lại rất là rộng, rãi. So với nhà dân bình thường còn muốn lớn hơn gấp mấy phần, nhìn thoáng một cái, Mạc Vấn liền vọt tới vách đá trước mặt, đạp lên vách đá mượn lực xông ngược trở về. Vừa quay đầu lại thì đập vào mắt hắn là một thân thể to lớn đang cuộn tròn, bề ngoài bao trùm bởi lớp vảy đỏ rực. Nhưng ngay lúc Mạc Vấn cho rằng nó là một con rắn, thì chợt phát hiện con vật này không có đầu. Chẳng những không có đầu mà còn chẳng thấy đuôi. Mặc giờ thấy nghi ngờ trong lòng nhưng Mạc Vấn cũng không dám chậm trễ. Vừa xông ngược trở lại thì trường kiếm mang theo linh khí đã nhanh chóng vung ra nhắm thẳng con quái vật kia. Con quái vật lúc trước vồ hột, lúc này đang ngẩng đầu lên thì không kịp tránh đã bị trường kiếm Mạc Vấn trực tiếp chém trúng. Thanh trường kiếm này thì là lấy từ nhà của Thiên Tuế ra, mặc dù không phải sắt tầm thường nhưng mà cũng không phải thần binh. Trường kiếm vung lên không thể chặt đứt quái vật kia ngay. Tuy vậy thì lưỡi kiếm mang theo linh khí cũng đủ để đánh quái vật kia choáng váng rơi xuống mặt đất. Mạc Vấn nhân cơ hội nhìn kỹ, phát hiện quái vật kia mặc dù thân thể dài rất giống loài rắn, nhưng dưới thân lại mọc ra rất nhiều chân nhỏ, toàn thân là những đốt thô to như đốt tre. Thấy rõ những thứ này hắn liền nhận ra đây là một con rết sống lâu năm thành tinh. Vừa quan sát đồng thời Mạc Vấn cũng không ngơi tay. Không đợi con rết kia đứng dậy liền ra đòn phủ đầu, bổ cho nó thêm một kiếm. Một lần nữa đập nó rơi xuống đất. Cùng lúc đó thì hắn nhìn kỹ xung quanh sơn động. Trong sơn động rất trống trải, trên mặt đất rải rác vài dụng cụ trong nhà cùng với những thẻ tre đã thối rữa. Mấy cái xác chết đã khô đét phân tán khắp nơi. Chỉ duy nhất một món đồ được đặt ngay ngắn ở góc đông bắc. Đó là một món đồ bằng đồng có ba chân, nom tựa như là một cái chậu nước rửa mặt. Vật này cũng tương tự có phần như là nồi đồng, nhưng so với nồi đồng thì cao hơn, lại giống như là một cái đỉnh đồng để luyện đan. Có điều nếu là đỉnh đan thì lại quá lớn, luyện đan cũng không phải nấu ăn, không cần dùng đến cái đỉnh lớn như vậy. Mà ngay lúc Mạc Vấn phân tâm nhìn xung quanh, con rết kia đã tránh được trường kiếm của hắn. Cùng lúc đó phun ra một luồng khói độc màu đen hướng về phía Mạc Vấn. Mắt thấy khói độc phun tới, Mạc Vấn cũng không né tránh mà tiếp tục xông tới. Trường kiếm trong tay đâm thẳng vào miệng con rết. E sợ nó sẽ không chết, hắn còn thúc giục linh khí dồn vào lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm xuyên qua vỏ miệng con quái vật đâm thẳng vào phế phủ. Con rết kia bị thương nặng bắt đầu vùng vẫy lăn lộn. Mạc Vấn lắc mình ra khỏi động. Cùng lúc đó thì nhổ ra chỗ khí độc còn sót lại trong miệng. Ngay lúc Mạc Vấn đang nhổ ra khí độc thì con rết từ trong động đã bất ngờ xông ra, miệng há to lao thẳng tới Mạc Vấn. Mạc Vấn căn bản không nghĩ tới con rết kia có thể cử động. Đợi đến khi nhận ra thì hắn đã bị con rết cắn ngang hông. Con rết bị thương nặng nên tỏ ra rất giận dữ. Đôi hàm răng dùng hết sức mà cắn sâu vào người Mạc Vấn. Cùng lúc đó điên cuồng lắc lắc cái đầu muốn cắn đứt đôi hắn ra. Cơn đau nhức từ eo truyền tới làm cho Mạc Vấn sợ hết hồn vía. Điều đầu tiên hắn nghĩ là bản thân lần này nhất định khó lòng sống sót. Cẩn thận cả đời cũng cuối cùng sơ sẩy một chút. Trước đó hắn vẫn cho rằng con rết đã bị vây ở trong sơn động. Kỳ thực không phải vậy. Con rết không hề bị trấn áp ở chỗ này. Nó hoàn toàn có thể tự do bỏ ra nếu muốn. Tấm bình chướng ở cửa hang cũng không phải là vì vây nó, mà là để bảo vệ nó không bị người ngoài phát hiện. Sau một khắc hoảng sợ thì Mạc Vấn đột nhiên nhớ ra bản thân đã mất đi chọc khí. Nếu là bình thường thì linh khí trong cơ thể có thể tự động chữa lành vết thương. Nghĩ đến đây hắn vội vàng cúi đầu nhổ xuống nhìn thì quả nhiên phát hiện trên đạo bào không hề có máu tươi. Nghĩ vậy Mạc Vấn thừa dịp con rết kia đang mải lắc đầu thì đưa tay ra nắm lấy khe hở trên vách núi. Con rết thấy vậy thì càng vùng mạnh liệt hơn. Mạc Vấn cố nén cơn đau thấu xương từ trong miệng con rết thoát ra. Lại cúi đầu nhìn thân dưới thì phát hiện đạo bào mặc dù bị xé rách nát nhưng vết thương ở bụng trong nháy mắt cũng đã khép lại rồi. Một lúc sau thì con rết mới phát hiện ra Mạc Vấn đã thoát khốn, liền vội vàng xoay người lại lao cắn hắn. Khi trước suy đoán sai lầm cùng sợ bóng sợ gió làm cho Mạc Vấn vừa buồn vừa giận. Mắt thân thấy con rết lại tới, hai tay đồng thời vung lên phát ra hai đạo linh khí cương mãnh đánh bật con rết trở lại động. Đánh lui con rết xong, Mạc Vấn đưa tay vào ngực lấy ra hộp phù, vẽ một đạo lôi phù úp xuống lòng bàn tay, rồi lắc mình bay vào sơn động, dùng lôi phù này một trường đánh chết con rết. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 49 tại đây. Hôm nay mình mệt quá, ốm. Nhưng mà cố đọc một tập Tử Dương cho có thêm một tập.
Còn Định Càn Khôn thì chắc là hôm nay mình có thể là chưa đọc được. Rất hy vọng mọi người thông cảm cho mình. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai.